sự điêu luyện sâu sắc và ngọt ngào trong giọng hát như vậy. Em nghĩ là chị cũng thường xuyên đi hát đúng không chị? Đúng rồi. Dạ, bình thường là chị hay đi hát ở đâu? Hát với nhau nghe. Dạ, hát với nhau nghe thôi mà hát chấn động vậy đó hả? Dạ, quý bà con cô bác đang coi livestream thì cũng dành rất là nhiều lời khen cho chị Thảo. Và em nghĩ là chị nên đi hát thường xuyên hơn nữa để mang cái năng lượng tích cực, mang cái sự yêu đời của chị đến cho tất cả mọi người nha. Cái đó là đam mê của chị rồi. Dạ, dạ, chị có tham gia ngôi sao Miệt Vườn mùa 3 không? Chưa. Chưa không. Hả? Chị không có thời gian. Dạ, vậy thôi khi nào mà mình rảnh rảnh cái mình ghé hộp bán ngôi sao Miệt Vườn giao lưu nữa hen chị. Ok em. Dạ, rồi em chúc chị sức khỏe và hạnh phúc bên gia đình nha. Xin chào. Dạ. Hôm nay hội quán ngôi sao Miệt Vườn rất là may mắn gặp gỡ được rất là nhiều các cô chú anh chị với những giọng hát rất hay và ấn tượng. Và dạ, trước khi tiếp tục đêm nhạc thì Thành Tuấn thấy là quý bà con cô bác ở đây cũng rất là đông đủ, thì Thành Tuấn xin chia sẻ đến quý bà con cô bác về những nghệ sĩ sẽ tham gia biểu diễn trong đêm nhạc tối thứ bảy tuần này. Dạ, tối thứ bảy tuần này chúng ta sẽ có sự góp mặt của ca sĩ Chu Bin, nghệ sĩ Nguyễn Hồng Hạnh, nghệ sĩ ưu tú Lương Hồng Huệ, nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh, ca sĩ Chế Thanh và nghệ sĩ Linh Tâm. Dạ, rất mong là quý bà con cô bác sẽ ủng hộ cho đêm nhạc tối thứ bảy tuần này bằng cách là liên hệ hotline để đặt chỗ ngồi trước, hoặc là chúng ta có thể đến trực tiếp tại hội quán ngôi sao Miệt Vườn quý bà con cô bác nha. Dạ, và tiếp theo chúng ta sẽ lắng nghe thêm một giọng hát nữa. Dạ, em xin mời chị. Dạ, xin giới thiệu quý bà con cô bác, đây chính là chị Tú. Dạ rồi, chị hãy gửi lời chào đến quý bà con cô bác nha. Lời nói đầu tiên cho em xin phép được gửi tới cô chú, các anh chị và các bạn một lời chào trân trọng nhất. Sau đây em xin trình bày ca khúc Con Đường Xưa Em Đi. Dạ, em vừa ca khúc chị Tú luôn. Đường xưa em đi vàng lên mái tóc thề, ngõ hồn dâng tái tê. Anh làm thơ phú quý, khách qua đường lặng nghe chuyện tình ta đã ghi. Những mùa trăng phú quý vì mưa gió không về. Chiến trường anh bước đi, có làng quen đôi khi bóng theo đường vắng vẻ, hỏi còn ai cô chi. Anh ơi, nhìn gió lên cưới, lòng cô trống vơi, một người xa còn nhớ thương. Anh ơi, màu áo phong sương mình ngự quý hoàng, được bàn tay chính nàng dâng hoa, dâng hết ân tình. Tình đến bao giờ hỏi đường xưa mà nhớ con đường xưa. Còn bên đường vắng tanh, chỉ còn em với anh.
gì đã mòn kia vẫn ghi, ghi một đêm trắng thanh quán bên đường vắng tanh, chỉ còn em với anh. Ghi một đêm trắng thanh quán bên đường vắng tanh, chỉ còn nhiều. Trời ơi, em thấy chị Dung Anna mới tới, em định hốt chị Dung Anna lên khiêu vũ cặp này với hai cô chú rồi mà chưa kịp hết bài, uổng quá. Dạ, lát nữa cô chú lên nhảy nữa nha, con lên con ké miếng nha. Dạ rồi, bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ tiếng hát của anh Quỳnh Trí. Dạ, em xin mời anh. Dạ. Wow, rất là phong độ luôn. Dạ, anh Trí hãy gửi lời chào anh quý bà con cô bác nha. Và lời nói đầu tiên thì em cũng xin gửi đến toàn thể quý vị có mặt trong đêm giao lưu hội quán Phương Dừa hôm nay là chúc sức khỏe, là chào thân thương và trân trọng nhất. Và em cũng không quên kính chúc toàn thể quý vị có một đêm giao lưu thật là vui vẻ bên cạnh người thân và bạn bè của mình. Dạ, quý bà con cô bác đến với hội quán ngoài hát hay ra chào cũng rất là hay luôn. Chào một cái là cất luôn MC chứ không phải giỡn đâu. Dạ, rồi anh Trí là anh Trí đến từ đâu anh Trí? Dạ, em đến từ quận 9, quận Hồ Chí Minh. Dạ, công việc hiện tại của mình là gì nè? Dạ, em làm điện. À, anh làm điện. À, anh làm nghề điện thì thường là trong cái xưởng làm của mình, trong chỗ làm của mình là mình có hay hát cho các anh em nghe không? Dạ, thỉnh thoảng thì trước đây cũng có hát, nhưng mà sau này cái thấy cái câu lạc bộ hội quán Miệt Vườn của dạ, Dừa nè. Dạ. Đó là cái khích lệ, là cái đi hát lại cũng thời gian ít đi thôi. Dạ. Rồi hôm nay có dịp thì lên đây để giao lưu. Dạ, đây là lần đầu tiên anh tới luôn ha. Dạ. Dạ, rồi em rất là mong muốn nghe được giọng hát của anh. Rồi anh hát bài gì nè? Và để liên tục tình thì em gửi đến toàn thể quý vị câu 1, câu 2 và câu 6 trong bài Tân Cổ được mang tên Tu Là Cõi Phúc. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Dạ, xin mời anh. Còn nứt nơi
con nắng nở trần ai. Đây là quan tiền luôn mở rộng cho người đời chúng mò công phu. Vào chốn này thầy không có nhưng có giữ cho bền tâm chính một người tu. Nam mô A Di Đà Phật. Đã có câu sắc tức thì không, không tức thì sắc, và cũng có câu tâm tức Phật, Phật tức tâm. Chúng tinh nữ hay lo tu thân rồi sao sẽ lo tu tiên tu Phật. Còn nếu như tính nữ nếm mùi dây khổ hạnh thì năm 70 năm nữa khi mắt đã mở không còn nhìn rõ vàng vật màu, lãng không còn nghe chuyện thị phi thiên hà. Lỗi đã tê gì thống khổ và không cần thiết nếm mùi dây cao. Chẳng ai tin nữ đến đây quy y thị pháp để gọi thành vừa nghe bóng Phật đài. Tin nữ nên biết rằng có an thiện luôn mở rộng cho những bằng điều trần ly. Bởi có câu tu đâu không bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Dạ, cảm ơn anh Trí rất là nhiều. Trời ơi, làm điện mà anh hát cỡ này thì nói gì nữa quý bà con cô bác. Dạ, trời ơi, bữa nay em làm MC đêm nhạc tối thứ năm. Anh ơi, trời ơi, quá trời fan hâm mộ, tặng đi thẳng vô trong cánh gà tặng luôn. Rồi đó, rồi mình dành thêm một hai phút để anh nhận hoa từ fan hâm mộ. Dạ, quá trời quá đất rồi. Rồi chụp hình luôn hả? Dạ. Hay quá, dễ thương quá. Cảm ơn chị, cảm ơn anh. Dạ. Lúc mở đầu đêm nhạc em rất là lo lắng, em nói là bình thường rồi có MC nữ đứng kế bên. Dạ, câu câu cho mình đỡ đỡ cho mình cũng đỡ. Rồi nay có đứng mình sợ là dẫn chương trình không có hấp dẫn. Nhưng mà hôm nay là cái phần hấp dẫn của chương trình là thuộc về tất cả các ông bà cô chú và các anh chị rồi. Dạ, mọi người, những giọng hát của mọi người đã làm cho chương trình hấp dẫn hơn rất là nhiều luôn. Dạ, cảm ơn quý bà con cô bác rất nhiều. Những giọng hát đến với Hội Quán Ngôi Sao Miền Dương. Và tiếp theo, dạ xin mời cô ruột của em trên đây. Dạ, con xin mời cô ba. Dạ, trời ơi, thấy chưa? Dạ, em là em thấy ai đẹp cái là em nhận cô ruột, dì ruột liền, gia đình liền. Rồi, dạ. Cô ơi, cô, con thấy là hôm nay cô mặc đồ rất là đẹp nè. Rồi, cô, đẹp, dạ. Mặc đồ giống ca sĩ quá, bình thường là cô có đi hát thường không? Ờ, thì cô cũng hát với nhau vậy đó. Dạ, hát với nhau. Dạ, cô đang sinh sống ở đâu? Cô ở Bình Dương. Ở Bình Dương, ừ. Dạ. Mình, gia đình mình làm công việc gì cô? Cũng làm công nhân thôi. Dạ. Nhưng mà cô thì cô về hưu rồi, giờ mấy đứa con còn làm thôi. Dạ rồi, bây giờ mình về hưu rồi, cái thỉnh thoảng mình đi hát với nhau, mình đi tham gia văn nghệ. Dạ, để có thêm nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe cô ha. Dạ, dạ rồi, bây giờ cô ba của con hát bài gì đây? Cô xin hát cái bài Lối Về Sớm Nhỏ. Lối Về Sớm Nhỏ, một ca khúc rất là nổi tiếng. Dạ, xin mời quý vị con cô bán chào đồng ở đây thật lớn cho cô ba. Ngọt hương lúa tình quê thêm đậm đà, rào rạt bao niềm thương trong mái lá. Bờ dâu xanh cô gái hát êm êm, tầm mái chiến người anh dâng bè hiền, lòng già thêm hơi ấm khi chiều lên. Làm cho đôi má em hiền.
hai cô gái nhỏ ta vui chuyện trò. Đường về thôn nhiều vui dân đây đó, đường về thôn nhiều vui dân đó. Cô bác ơi, dạ. Rồi, cảm ơn hai chị rất nhiều. Trời ơi, quá tuyệt vời. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ, à, thật sự là đứng ở bên trong thì Thành Tuấn thấy rất là vui luôn. Bởi vì nhìn thấy các cô, các chị thì giống như là người thân trong gia đình của mình, à, mà nhiều khi là công việc của mình nè, rồi mình lo lắng cho con cái gia đình, mình không có thời gian để mà vui chơi, giải trí. Nhưng mà Hội Quán Ngôi Sao Miệt Vườn tạo ra một cái sân chơi và quý bà con cô bác đến đây để vui chơi giải trí trong những cái đêm nhạc như thế này. Dạ, mang đến những cái năng lượng tích cực và giúp cho mọi người vui vẻ để có thể có thêm nhiều sức khỏe, nhiều động lực hơn trong cuộc sống. Dạ, và lúc nào thì Thành Tuấn cũng mong muốn là tất cả các ông bà cô chú, dạ, mình đã dành nhiều thời gian cho gia đình rồi thì thỉnh thoảng mình dành xíu thời gian để vui chơi giải trí cho mình có thêm nhiều cái niềm vui nha. Dạ, hãy đến với Hội Quán Ngôi Sao Miệt Vườn và chúng con lúc nào cũng chào đón quý ông bà cô chú hết. Dạ, và bây giờ con xin được giới thiệu đến quý ông bà cô chú. Dạ, con xin mời. Dạ, con xin mời chú ạ. Dạ, con xin mời chú Minh Nhật. Chào MC. Dạ, rồi chú hãy gửi lời chào đến tất cả quý bà con cô bác nghe. Dạ, lời nói đầu tiên Minh Nhật xin gửi lời đến bà con cô bác đến tham dự đêm Hội Quán Ngôi Sao Miệt Vườn được nhiều sức khỏe, dạ, sự như ý. Dạ, rồi chú Minh Nhật, là hôm nay là mình đến giao lưu thôi hay là mình có tham gia casting chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn không? Hôm nay chú có đến casting nhưng mà trễ. Dạ. Ngày mai mới casting. À, là hôm nay mình chưa kịp casting. Dạ, à, đúng rồi. Thôi thì hôm nay mình sẵn có cái sân khấu đây, mình hát trước để mình làm quen sân khấu, làm quen quý bà con cô bác trước rồi ngày mai mình thi. Dạ. Rồi hôm nay chú sẽ hát bài gì nè? Dạ, đến với đêm Ngôi Sao, đến với đêm Hội Quán Ngôi Sao Miệt Vườn thì Minh Nhật xin gửi đến bà con cô bác ba câu giọng cổ 1, 2, 6 trong bài Tân Cổ Giao Duyên Đêm Cuối. Mời các bạn cùng lắng nghe. Dạ, xin mời quý bà con cô bác cùng thưởng thức. Sâu trong già
Một khúc sông thu tiêu điều tĩnh lặng, một mảnh trời thu chiếu nặng áng mây sâu. Cho chú rất là nhiều luôn. Dạ, con nghĩ là ngày mai khi mà chú casting thì chú cứ giữ vững cái giọng hát của mình, giữ vững cái tinh thần và sự tự tin này. Dạ, chắc chắn là ngày mai chú sẽ có một kết quả thật là tốt nha. Dạ, xin cảm ơn MC. Dạ, con chúc chú thiệt là nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại chú vào ngày mai tại chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3. Dạ, xin cảm ơn bà con cô bác. Dạ, cảm ơn chú rất nhiều. Dạ, quý bà con cô bác thân mến, hôm nay thì các thí sinh của hội quán ngôi sao, các thí sinh của Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3 đến rất là đông và tham gia casting, và bây giờ thì vẫn còn ngồi trong phòng chờ, nên là quý bà con cô bác nào mà vẫn chưa casting thì chúng ta coi lại số báo danh của mình và chúng ta liên hệ với các bạn trong ekip để xem là đến lượt của mình chưa nha. Dạ rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đến với tiếng hát tiếp theo. Dạ, em xin mời anh Ngọc Thạch. Dạ, em chào anh. Rồi, anh hãy giới thiệu về bản thân cũng như là gửi lời chào đến quý bà con, cô bác nha. Dạ, lời nói đầu tiên xin chào tới quý ông bà, cô bác cùng anh chị em.
một lời chúc sức khỏe và chào thân thương. Và tới đây mình tên Thạch, cũng hát giao lưu với đêm hội quán ngôi sao miệt vườn hôm nay. Một bài hát được mang tên Xót Xa. Dạ, xin mời cô bác cùng lắng nghe. Dạ rồi, rất là con cô bác vỗ tay cho anh Thạch ạ. Rồi, mời anh. Đôi khi lòng muộn yêu em thật nhiều, mà ơn tình đó trả lại bao nhiêu. Đời em là cả ước muốn tương lai, còn tôi giờ chỉ tay trắng đôi tay, làm sao chung đường chung bước. Thôi em đừng nhắc tên tôi làm gì, ngờ như không biết hãy tìm quên đi. Từ khi em đã cất bước ra đi, lòng tôi đau xót giây phút phân ly. Ước mơ còn ước mơ. Ngoài trời đổ mưa hay mưa trong lòng, mưa rơi ướt trong tâm hồn. Tình yêu chập cánh bay cao, mang về trả lại trăng sao. Quen nhau đừng để cho nhau buồn lòng, tình yêu như chiếc lá rụng bên sông. Hỏi em có biết hay không, mà sao em để tôi nhớ tôi mong. Cất chia nào chẳng đau các bạn. Thôi em đừng nhắc tên tôi làm gì, ngờ như không biết hãy tìm quên. Từ khi em đã cất bước ra đi, lòng tôi đau xót giây phút phân ly. Ước mơ còn ước mơ gì. Ngoài trời đổ mưa hay mưa trong lòng, mưa rơi ướt trong tâm hồn. Tình yêu chập cánh bay cao, mang về trả lại chẳng sao. Quen nhau đừng để cho nhau buồn lòng, tình yêu như chiếc lá rụng bên sông. Hỏi em có biết hay không, mà sao em để tôi nhớ tôi mong. Cất chia nào chẳng đau lòng. Hỏi em có biết hay không, mà sao em để tôi nhớ tôi mong. Cất chia nào chẳng đau lòng. Rất là nhiều. Dạ.
Dạ, không biết là tại sao anh lại chọn ca khúc này hát ngày hôm nay mà em thấy anh diễn xuất rất là nhập tâm và dằn vặt đau khổ luôn. Dạ. Nói chung cũng có một hai tâm sự mình trong lòng thì mình thể hiện qua một bài hát. Dạ. Vậy thôi chứ cũng không có đau buồn lắm, khổ bằng cái trong bài hát này chắc chết luôn à. Chứ dạ. Mà giỡn à. Là mình hát và mình thể hiện cảm xúc theo cái lời bài hát thôi đúng không anh? Theo cái lời. Dạ. Nhưng mà dạ. Cũng có dính dáng chút xíu trong lòng, nội tâm chút xíu thì nội thể tâm. Hiện à chứ. Nội tâm sao chia sẻ được không? Không, dạ, cái đó không dám chia sẻ tại vì quý ông bà cô bác nhiều khi không biết nói cái vậy mà đi cũng đi nói đùm trời đùm đất thì dạ có hơi bị khiêm tốn chút xíu. Dạ rồi thôi có gì anh em mình tâm sự phía sau cánh gà là được rồi. Dạ, đúng không dạ, hả? Đúng rồi, dạ, ok. Em hy vọng là chỉ là thể hiện bài hát thôi, còn trong cuộc sống thì anh Nhật sẽ luôn may mắn, luôn hạnh phúc rồi, bên gia đình của mình ha. Thì đúng rồi, thì thật ra thì Lan Huệ sầu ai Lan Huệ héo chứ nhiều khi Lan Huệ sầu tình trong héo ngoài vẫy tươi. Trời để mình phải tiếp xúc với bà con rồi mình tươi tắn rồi chứ không để mình cứ héo như cái bài ca héo trong ruột mình. Dạ. Không giống ai hết. Dạ. Giấu thầm ở bên trong đúng nhưng rồi. Ở bên ngoài là mình vẫn phải tươi vui. Đúng đúng, mình dạ. Phải đem lại niềm vui cho mọi người. Dạ. Lên trong quá. Đất bỏ mình. Dạ, đúng quá rồi. Tuyệt vời. À, dạ, okay. Quá. Dạ, quý bà con cô bác vỗ tay cho anh Nhật được không ạ? Đó, một thông điệp rất là tích cực. Dạ, dù cho mình có khó khăn, mình có đau khổ như thế nào thì mình vẫn phải giữ cái sự niềm vui đó, bên ngoài. Dành tặng cho bà con, ta thấy mình vui, người ta cũng vui. Dạ. Đó, vậy thôi, mình đơn giản là mặc dù trong lòng mình không biết sao mà nói thì kệ. Dạ, nhưng mà mình vui ở bên ngoài thì khi mà mình vui thì những cái điều vui nó cũng sẽ tự tìm tới với mình luôn. Dạ, chứ mình buồn hoài là chuyện buồn nó tới hoài. Đúng rồi, sầu não tâm tư càng héo dột. Trời ơi, đứng làm thơ đi chắc tới sáng luôn quý vị. Dạ quá tuyệt vời. Em cảm ơn anh Nhật nhiều nha. Dạ. Anh Thạch. Anh Thạch lộn. Dạ em xin lỗi. Xin cảm ơn. Trời em nói điên nói khùng. Dạ. Dạ cảm ơn anh. Dạ quý bà con cô bác coi livestream đừng chửi em. Dạ nhiều khi em vui quá, em gặp quý bà con cô bác vui quá cái em dạ nói điên nói khùng tí xíu. Dạ quý bà con cô bác thông cảm. Tại vì là quý bà con cô bác ở đây giống như là người nhà trong gia đình và mỗi buổi chiều em tới đây là gặp rất là nhiều quý bà con luôn, mỗi người lại nắm tay cái nói chuyện, hỏi thăm sức khỏe gia đình ở đâu. Dạ rất là nhiều câu chuyện trên đời và nhờ đó thì em mới biết là mình có thể gặp được nhiều câu chuyện vậy, gặp nhiều quý bà con cô bác mà nhiều khi ở đời sống bình thường là mình không có cơ hội gặp đâu. Dạ. Rồi cảm ơn quý bà con cô bác rất nhiều và chúng ta sẽ đến với tiếng hát tiếp theo trong chương trình văn nghệ đêm nay. Dạ em xin mời anh Dũng ạ. Dạ anh Dũng lên sân khấu nha. Alo. Trời ơi nấu quá trời nấu nha. Nấu quá trời nấu. Gúm luôn á. Dạ. Xin chào MC và chào quý vị khán giả. Dạ cảm ơn anh. Rồi anh giới thiệu đôi nét về bản thân mình nha. Tôi đến từ Mỹ. Dạ, anh đến từ Mỹ luôn. Dạ bay về là 3 tuần. Dạ. Cái kinh Khương Dừa là lúc nào cũng coi hết từ 1, 2, 3. Dạ mặc dù là mình gắt mê Khương Dừa, mình xa quê hương nhưng mà anh vẫn theo dõi những cái hoạt động văn nghệ trong nước đúng không anh? Dạ khi không mình coi cái kênh YouTube. Dạ nhưng mà ở bên bển thì anh đang làm công việc gì? Làm nail. Làm nail. Dạ. Gì với bà làm nail. Dạ trời ơi. Dạ ekip sân khấu Ngôi Sao Miệt Vườn cũng rất là nhiều các bạn nữ yêu thích làm nail. Dạ. Rồi các bạn có thể kết nối nha, trời ơi. Dạ nhưng mà công việc của mình bên đó là nó có bận không anh? Có bận nhiều quá không? Tùy theo mùa, mùa lạnh thì nó lai cai, mùa nóng thì rất là đông khách. Dạ. Từ về với bà. Cái này là? Dạ, chị hai em ạ. Bà xã hay là chị hai? Bà. Là? Dạ, chị trong gia đình. Chị trong gia đình? Dạ, cũng bà luôn. Ủa là sao ta, là khó hiểu quá, ý là bà xã hay là chị hai? Bà xã hai luôn. À bà xã nhưng mà trong gia đình là cái vai trò là tới chị hai lận. À chị hai ạ. Ờ gia đình nào cũng vậy thôi quý bà con cô bác. Dạ mình cứ coi lúc bà nào xã. Người bà lường bà cũng trên hết. Dạ mình cứ coi bà xã như là chị hai của mình đi là cả nhà hạnh phúc vui vẻ không có lo nữa. Dạ rồi thôi chị đứng kế bên luôn. Dạ rồi hai anh chị đã sống ở bên nước ngoài được bao nhiêu lâu rồi ạ? 2006. 2006 tới bây giờ. Dạ, và đây là lần thứ mấy mình về Việt Nam? Mỗi năm mỗi về. Mỗi năm mỗi về. Dạ, quá tuyệt vời. Vậy thì cũng mình cũng không có nhớ quê hương lắm mà mình còn theo dõi những cái chương trình trong nước nữa. Dạ, rất yêu Khương Dừa. Dạ, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Rồi, hôm nay là mà bà xã lên là bà xã có ủng hộ cho ông xã là đứng diễn chung với ông xã luôn hay đó, sao? Bà lên làm dancer. Dancer. Dạ, chị rồi quá tuyệt vời luôn. Dạ. Đây là singer, còn đây là dancer. Yeah, quá tuyệt vời, chấn động luôn. Rồi bây giờ em rất là muốn biết là anh hát bài gì gửi đến quý bà con. Bài hát mang tên sáng tác một sân bằng là Chân Hờn Tuổi.
trăng hờn tuổi. Dạ rồi, xin quý bà con cô bác hãy vỗ tay cho hai vợ chồng dễ thương đáng yêu này đi ạ. Dạ rồi, em mời anh chị nha. Em mời anh chị. Đêm sáng trăng anh đi dọc bờ sông, anh đi dọc niềm thương. Nhìn trăng trăng nước nổi, buồn ơi quá đỗi, buồn ơi quá đỗi từ khi em lấy chồng. Còn nước sôi trong chân lạnh điều hiu, anh cô quạnh tình yêu. Về đâu còn nước hỡi, làm sao nhắn gửi lòng anh gió thổi buồn ơi sao là buồn. Còn đâu mong chi có ngày em trở lại bên bên đứa xưa, bên đứa xưa bóng trăng hờn tuổi. Đêm sáng trăng anh đi dọc bờ sông, anh đi dọc niềm thương. Nhìn trăng trăng nước nổi, buồn ơi quá đỗi, buồn ơi quá đỗi từ khi em lấy chồng. Còn nước trôi trong chân lạnh điều hiu, anh cô quạnh tình yêu. Về đâu có nước hỡi, làm sao nhắn gửi lòng anh gió thổi buồn. Quá trời chấn động rồi. Dạ, vỗ tay quý bà con cô bác ơi. Trời ơi, những đóa hoa này xin tặng lại cho anh. Dạ anh, dạ ok anh. Dạ rồi, em cầm giúp anh nha. Có gì không em? Có nhiều chuyện không? Dạ có nhiều chuyện xíu nữa. Good money.
Dạ, em thấy là lâu, rất là lâu mình mới về quê hương mình biểu diễn, nhưng mà hôm nay là anh đến hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn, anh chỉ xem qua YouTube thôi đúng không ạ? À, đúng rồi. Rồi hôm nay thấy không khí ở đây làm sao? À, về Việt Nam thì rất là vui. Dạ. Anh em bà con cô bác rất dễ thương. Dạ, rất là dễ thương đúng dạ, không dễ anh? Thương. Dạ. Nhất MC. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Và hy vọng anh sẽ gặp lại anh chị một lần không xa nữa nha. Dạ, một lần xa nữa, một lần tới gần đây. Dạ, dạ. À, xin cảm ơn MC nhiều nha. Dạ. Xin cảm ơn các bạn ạ. Dạ, cảm ơn các anh chị rất nhiều. Dạ, em rất là hâm mộ Vũ Đoàn hồi nãy, cái Vũ Đoàn hồi nãy lên giao lưu. Dạ, mà Vũ Đoàn rất là đầu tư nha quý vị. Nãy là Vũ Đoàn của chúng ta mặc áo dài rất là tha thước, xong rồi đi vô thay cái đầm nữa quý vị. Trời ơi, quá chấn động, đi đi coi văn nghệ mà đem theo 2-3 bộ đồ thay luôn. Trời ơi, quá tuyệt vời mấy chị ơi. Dạ, cảm ơn mấy chị nhiều nghe. Dạ rồi, và bây giờ tiếp nối. Dạ quý bà con cô bác, bên cạnh những cái tiết mục mà chỉnh chu sâu lắng nè, thì chúng ta cũng có những cái tiết mục giao lưu vui nhộn như thế để thay đổi không khí thôi nha quý bà con cô bác ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tiếng hát của chị Tâm. Dạ em mời chị. Rồi em chào chị. Dạ chị hãy gửi lời chào đến quý bà con cô bác nè. Dạ em xin chào các cô chú các anh chị. Em lần đầu được đứng ở đây cho nên thật sự rất là run. Dạ. Đang cầm cái mic mà giống như nó bị giống như run. Dạ không sao hết, quý bà con cô bác ở đây ai cũng dễ thương và coi như là gia đình của mình thôi. Dạ chị có hát thường xuyên không? Có đi hát không mà dạ, run? Thường ngày thì chị chỉ có hát ở karaoke hoặc là giống như là tiệc tùng có màn ảnh. Nhưng mà sau giờ cái việc này chị lên đây cũng rất là nhiều lần rồi đó, nhưng mà thật sự không có dám đăng ký cũng như không có dám tham gia. Tại vì mình sợ giống như đứng trước mọi người khán giả là giống như là cảm thấy run với lại cảm thấy sợ. Dạ, lần đầu mình đứng mình run thôi, nhưng mà mình đứng thêm vài lần là mình hết run liền à. Đó, cho nên là nếu mà có thời gian thì chị cứ đến với hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn nghe. Dạ. Rồi, hôm nay thì mình cố gắng mình tự tin và mình gửi đến quý bà con cô bác một ca khúc thiệt hay nha. Rồi, chị hát bài gì? Dạ, để hát bài đẹp Hai Mùa Noel. Vậy cho con một tràng vỗ tay đi các cô chú. Dạ rồi. Dạ. Mùa Noel đó chúng ta quen bên sao đường. Mùa Noel đó anh đón em vào tình yêu. Quỳ bên hang sâu nghe lời kinh thánh vang cầu. Nhìn nhau không nói nên câu. Rồi Noel qua chúng ta chia tay ra từ. Hẹn nhau năm tới khi Giáng sinh về muôn nơi. Mình trao cho nhau hoa lòng nhân cưới thiệp hồng. Dìu nhau xem lễ đêm đông bên nhau. Đêm tang lễ bước em bơ vơ trở về, chợt nghe nước mắt rơi ướt trên bờ môi khô. Rồi Noel qua bao mộng ước cũng qua rồi, gặp nhau chỉ để thương đau, yêu nhau chỉ rồi xa. Tình yêu
sâu, nghe lời kinh thánh vang cầu, nhìn nhau không nói nên câu, vì biết nói nhau gì đâu. Rồi Noel qua, chúng ta chia tay xa từ, hẹn nhau năm tới khi ta bên nhau muôn đời anh ơi. Nhưng nay mùa Noel đến rồi, từng đêm em thức nguyện cầu, cầu cho hai đứa bên nhau. Đêm nay giáo đường vang tiếng kinh cầu, nơi xưa mình em đứng đêm tang lễ, bước em bơ vơ trở về, chợt nghe nước mắt rơi ướt trên bờ môi khô. Rồi Noel qua, bao mộng ước cũng qua rồi, gặp nhau chỉ để thương đau, yêu nhau chỉ rồi xa nhau. Noel qua, bao mộng ước cũng qua rồi, gặp nhau chỉ để hướng đầu, yêu nhau chỉ để xa nhau. Rồi Noel qua, bao mộng ước cũng qua rồi, gặp nhau chỉ để thương đầu, yêu nhau chỉ rồi xa nhau. Dạ anh xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn tiếng hát của chị Tâm rất nhiều và chúc chị thật nhiều sức khỏe và luôn hạnh phúc trong cuộc sống nha. Dạ. Cảm ơn chị đã đến với Hội Quán Ngôi Sao Miền Dương. Dạ, chị cũng cảm ơn bên em cũng đã cho chị cơ hội để chị đứng lên đây, mà thật sự là cũng rất là run nhưng mà mình cũng hơi bị cố gắng. Dạ, dạ. Rất là dễ thương luôn. Dạ, dạ, hy vọng là sẽ gặp chị thêm những lần tiếp theo tại Hội Quán nữa. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, quý bà con cô bác thân mến, đến bây giờ thì thời lượng của đêm nhạc tối thứ năm cũng đã khép lại. Quý bà con cô bác có thể vẫn tiếp tục ngồi uống nước và vui chơi tại khu vực hội quán. Quán sẽ hoạt động đến 22 giờ nha quý bà con cô bác ơi. Dạ, và trước khi chào tạm biệt quý bà con cô bác thì Thành Tuấn xin được nhắc lại với quý bà con cô bác những nghệ sĩ sẽ tham gia biểu diễn trong đêm nhạc tối thứ bảy tuần này. Tối thứ bảy tuần này chúng ta sẽ có sự góp mặt của ca sĩ Chu Bin, nghệ sĩ Nguyễn Hồng Hạnh, nghệ sĩ ưu tú Lương Hồng Huệ, nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh, ca sĩ Chế Thanh và nghệ sĩ Linh Tâm. Rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ của quý bà con cô bác. Hãy liên hệ hotline để đặt chỗ ngồi. Và thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, cảm ơn ban nhạc, cảm ơn ekip thực hiện chương trình rất nhiều. Cảm ơn quý bà con cô bác đã dành thời gian đến với đêm nhạc tại Hội Quán Ngôi Sao Miệt Dương. Còn bây giờ thì Thành Tuấn xin chào và hẹn gặp lại. Tham gia giải trí mình không tốn phí, cuộc chơi hết đi vui lắm bạn ơi.